Chiều ngày 11 tháng 6, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Kiên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 mở rộng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng dự có Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng các phòng ban đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và đại diện một số ban ngành liên quan. Tại cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2024, quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024 và năm 2025. Phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách thành phố, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Thanh tra thành phố báo cáo kết quả tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Công an thành phố báo cáo tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Kế hoạch tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với sự tập trung nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thành phố, kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục có được những kết quả tích cực. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động, không chồng chéo, hạn chế thấp nhất những tồn tại vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 10.146 tỷ đồng, tăng 15,84% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành nông lâm thủy sản ước đạt gần 1.400 tỷ đồng, thương mại dịch vụ ước đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2023. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 589 tỷ đồng, đạt 98,7% so với dự toán giao, bằng 167% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố tiếp tục hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch chung các xã, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đồ án quy hoạch của các dự án lớn, các khu đô thị, khu dân cư, tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, thẩm tra quyết toán các công trình, ưu tiên thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo được quan tâm chăm lo. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Lĩnh vực văn hóa xã hội, tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa lớn được triển khai bài bản, chu đáo, thu hút đông đảo du khách trên mọi miền Tổ quốc về tham dự, được lãnh đạo trung ương và tỉnh đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách và nhân dân muôn phương. Công tác thanh tra tư pháp được quan tâm chu đáo, bài bản, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Kết luận các nội dung, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Kiên yêu cầu, đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, trên cơ sở phát biểu, đóng góp ý kiến của các đại biểu, cần ra soát, chỉnh sửa nội dung báo cáo, trong đó phân tích, so sánh và làm rõ các số liệu đạt được so với chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra trong năm 2024, so với cùng kỳ năm 2023 và chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra. Qua đó, thấy được bức tranh tổng thể kinh tế xã hội của thành phố. Ngoài ra, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các phòng ban ngành cũng cần rà soát đánh giá những kết quả đạt được ở từng ngành lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông lâm thủy sản, công tác quy hoạch xây dựng cơ bản, quản lý trật tự và xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, trật tự an toàn giao thông. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Kiên cũng yêu cầu các ngành, các địa phương rà soát và xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, tăng cường hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ với người có công, làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà, tri ân các gia đình người có công, thương bệnh binh, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
ngành y tế tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động hành nghề y dược tư nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, vận động người dân trang bị bình phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh học đường. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các phòng ban ngành thành phố và các xã phường. Đối với công tác thu chi và điều chỉnh đầu tư công, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Kiên yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác thu chi ngân sách, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh đầu tư công phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên. Cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thành phố Chí Linh năm 2024. Đây là lực lượng mới trên cơ sở hợp nhất 3 lực lượng: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng. Hải Dương là một trong 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ Công an chọn làm điểm lễ ra mắt lực lượng này. Trên cơ sở đó, Hải Dương đã lựa chọn thành phố Chí Linh để tổ chức lễ ra mắt. Thời gian tổ chức vào sáng ngày 1 tháng 7 tới đây tại quảng trường Sao Đỏ với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu trung ương, địa phương và các lực lượng khác. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị của thành phố trong năm 2024, thời gian không còn nhiều, vì vậy để tổ chức thành công lễ ra mắt, các phòng ban ngành địa phương phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và cuộc tích cực chủ động. Đồng chí yêu cầu thành viên ban chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, công tác hậu cần, đón tiếp khách mời, đảm bảo kinh phí chi các hoạt động theo đúng quy định pháp luật, công tác tập dượt các khối nghi thức, các lực lượng thực hành. Đồng thời, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo điện nước, y tế cho lễ ra mắt tới đây.